Xin chào tất cả mọi người nha. Để hôm nay vô rẫy câu mấy con cá mọi người ơi. Với lại hôm nay tỉa ít mít nha, chia sẻ với mọi người. Để mình trồng mít rồi thu nhập làm sao, với lại tỉa mít cho nó có năng suất nha. Để ao cá nhà nè. Giờ nắng lên nè, ao rút nước. Đấy. Bữa nào anh em rảnh thì câu cá dân dã rồi làm ẩm thực đồ đồng quê được hay sao. Đây, chuồng dê dê gần nhà của bác Hiếu luôn đây. Cũng như video trước chia sẻ với mọi người đây. Có vui không ba? Có vui không? Có vui không? Con lấy qua đang câu cá bên kia luôn. Thấy được hai ba con nè. May quá bác đang ở đầu cái mương này. Kiếm mấy con câu cá nãy giờ câu mồi dế mà. Ăn. Đó, thấy đó, đó. Ngon. Đây. Mua nửa dây kinh tế cao nha mọi người. Như những video trước mình đã chia sẻ, giờ mình đi qua mình tỉa mấy trái mít đây. Con dê quá trời. Nó nhai nghe rạo 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 thấy thương. Vừa giun vừa dế mà câu. Bên này có hàng bản không biết. Đây vườn nhà thì mọi người biết nè. Đây cây cóc đợt này xum xê trái quá mọi người. Hôm nào thì cây xoài có trái đó. Video trước mình chia sẻ. Cây xoài ăn hết rồi. Này cây cóc xum xê nha. Giờ mình sẽ qua tỉa mít. Như cái cây mít nhỏ này nè. Nó chùm này hai trái là mình tỉa bỏ đi nha. Thì đúng là lớn lớn mình có tỉa. Nhưng mà mình rảnh thì mình vô mình tỉa nha mọi người. Không có nuôi nhiều đâu. Cây này cũng không chưa to mấy nha. Nhưng mà cũng nuôi. Nuôi một trái. Nuôi một trái thôi nha. Xịt thuốc sâu nha. Mít này hay bị sâu đục thân lắm nha. Sâu nó hay đục mấy cái này nè. Cái này. Xịt sâu rồi mua lưới bọc lại. Đây. Cây nhỏ giờ mình đã nuôi trái vậy rồi nè. Nhưng mấy cái cuốn này thì mà tấn bỏ hết nè. Còn ở dưới này hôm bữa là cái chùm này nó ra tới 4 trái luôn. Thì đúng là nuôi một trái lớn này thôi nè. Trái nhỏ này cắt đi mà thấy tiếc quá. Thấy cây này nó cũng khỏe nha. Nuôi thử hai trái coi nói sao. Chứ đúng là nuôi một trái thôi. Bỏ phân tưới nước đều đặn thôi. Rồi, trái này nè. Cắt đi. Nhà thấy quả mít nè. Đây. Cây mít này là cùng với lứa hai ba cây mít hồi nãy giờ mình tỉa đó nha. Mà đã ra trái nè. Trái này là giờ nếu mà cân là 10 kg nè. Mà còn lớn nữa nha. Trái này thì nó ra hơi hơi cao, khoảng 5 tầm nửa cây. Đây nè, mấy cái mắc mắc này mình tỉa bỏ hết nha. Trái này cũng bị tí sâu nè. Tại mình cũng lu bu quá làm live game ở ngoài kia nha mọi người. Làm cái khổ qua bộ bí nè, cả nhà biết nè. Ở đây một trái, trên này một trái lỡ nè. Mình cắt tỉa cái chùm hai luôn. Đó. Tầm này mình xịt thuốc sâu. Cái này mình cũng hay xịt, lâu lâu vào là cứ một tuần, hai tuần là mình xịt một lần nha. Mà chưa có mua bọc. Thì vẫn cắt hôm nay được. Hôm trước đó mình cắt 4 trái là 50 kg, sau này cắt 7 mấy kg. Từng giờ rồi cắt hết khoảng một tạ nữa. Thì mít nhất mình đang cân 15 nha mọi người. Còn hôm đầu tiên cân được 25. Còn mít nhì thì có 7-8 ngàn thôi. Còn mà mít sơ đen thì có 2.000 thôi nha. Thì nói chung cũng ít thôi. Kiếm tiền xài, tiền đóng tiền điện tưới cây cối của mình đây thôi. Thì mít này đang tơ. Cây sầu riêng nay phát triển rất là tươi tốt luôn nha. Người biết cây sầu riêng như những video trước mình cũng đã chia sẻ đó. Sầu riêng này trồng cùng với mấy cây mít. Cây sầu riêng này thì trồng cùng với cây mít lớn nè. Còn mấy cây mít nhỏ này mình trồng sau một năm nha. Mình dặm thêm vô. Mấy cây tầm tầm này là từng sau mình mới cắt. Và như mấy cây lớn này là đây, dấu nè. Hôm bữa mới chia sẻ cho mọi người được. Đây dấu cũng cắt rồi nè. Đây nữa nè. Đây. À, cây kia nè. Cây kia cũng ở trước nè. Cũng cắt rồi luôn. Cây dấu cắt ở trên nè. Đây nè. Rồi đây nè. Nói chung là mới cắt mấy ngày trước.
cứ cắt đi thôi, mình tỉa hết. Cây này hồi trước ra nhiều trái lắm mọi người, và mình coi như là mình để có một trái thôi, cây nào ấy nó mình mới để hai trái, giờ mình sẽ quay hết mấy cây mít nha. Như trái này thì cũng phải tầm 10 kg rồi, 8 kg, nói vậy là đã từ 8 kg đổ lên rồi. Mình không có bao trái nha, như cái loại này mà da đen đen xấu vậy là không có được vô loại nhất đâu. Bây giờ loại 2 thì người ta vô tận vườn người ta cắt nha mọi người. Loại 2 thì mình đang cân chỉ có 8.000 thôi, 7.000 hay 8.000 tùy theo lúc. Còn loại nhất thì đang còn 15 thôi, hôm nào thì loại nhất còn được 25. Nhưng mà hôm nay nó xuống giá rồi, không biết từng nữa thì cắt thì giá làm sao không biết. Mít thì dễ trồng, mau có trái. Cây em chôm này mà chưa có cái gì hết mà cây mít, cái mít này nhỏ. Cây mít này trồng, để coi cây mít này trồng hết mùa mưa này, hai mùa mưa, hết mùa mưa này là hai mùa mưa. Hai mùa mưa với mùa nắng. Cây mít này coi như là chưa được 2 năm. Chưa được 2 năm nha mọi người. Nó là 5 rưỡi đây thôi. Mình nhớ vậy thôi, cũng không nhớ chính xác ngày, nhớ là cái hồi đầu mùa mưa. Năm trước, đầu mùa mưa năm nay thì bây giờ nó mới cho trái đây. Đây là cái đầu tiên này. Mình chia sẻ hết mấy cây này cho mọi người tham khảo. Đây cây mình này mình nuôi 2 trái đây. Mấy cây này là tầm tuổi nhau hết. Mấy cây này mình cấy sau 40 cây, còn trước mình cấy 20 cây. À, trên kia cũng có 1 trái. Đây. Cấy cùng với cây em chôm, coi cây em chôm. Chuối thì bây giờ vườn cây nó lớn rồi nha mọi người. Chuối thì mình phá bỏ nhiều rồi. Chuối thì chuối xứ giờ có giá nha. Chuối xứ giờ thì giá cao. 8.000, 10.000 nha, chuối lớn. Cây này cắt hết, cây lớn này cắt hết. Đây, như cái chùm ở trên này là mình cắt bỏ hết nha mọi người. Để mình cắt cho mọi người coi. Nó hơi cao với cái liềm. Cắt nó rơi xuống này. Đây này, chùm này mình cũng mới tỉa hôm trước. Cũng để lại đúng 1 trái. Đây, xa ra cho mọi người coi. Đó. Chôm. Đây, cái này 2 trái đẹp chưa? Tròn nha. Vậy thế này tròn là nếu mà da xanh đều là vô nhất. Da nó hơi đen vậy thì tùy thôi. Cái người mua họ sẽ lựa nha mọi người. Cây dừa mã lai này ra bông quá trời đặng. Hôm nào có chia sẻ mọi người rồi. Như mấy cây lớn này là mình cắt rồi. Cắt 2-3 tua trước hết rồi. Cắt bận quá không có vô chia sẻ với mọi người. Cái cây này mình cũng nuôi 1 trái nha. Cây này mình cũng nuôi 1 trái mà kế bên giường của bác Hiếu đó. Bác Hiếu có 1 cây nè, mọi người thấy nè. Bác thì bác nuôi nhiều nha, mọi người thấy trái để cận cho coi. Cây này nó nhiều quá mọi người, mình sẽ tỉa đi nha. Bỏ này đi nè. Cây này ra nhiều quá nhiều. Cây này ra nhiều thế. Trời ơi. Quá trời. Trời. Một cái này cái. Kinh khủng luôn. Cái này hơi nhiều trái. Tỉa bỏ lại chưa lại 3 trái. Rồi mai mốt nó lớn rồi mình sẽ tỉa thêm. Tỉa hết.
cái bông bông ra giờ làm tỉa hết, không có nuôi nhiều trái đâu. Tại vì mít của mình trái mọi người để ý kỹ nha, thấy rất là đạt luôn, chuối cũng cắt hết tỉa đầy trái đây nha mọi người, tỉa hết. Mình đang tỉa cái trái trong hốc nè, chùm này mình cũng tỉa luôn nè. Trái nè, mình nuôi trái này, nuôi sơ cua thêm trái này nữa thôi, nhiều khi nó bị sâu hư á. Đây, trái này cũng sắp cắt được rồi, trái này lớn nè, trái này là phải mười mấy ký à, tròn lắm. Ừ, trái này thì nhỏ hơn nè. Mình tờ cũng hai trái. Trồng mít thì bỏ phân thì mình cũng bỏ Navica thôi mọi người, bỏ không có bỏ nhiều mấy đâu, vừa vừa thôi. Mít thì nó cũng sung lắm, cứ bỏ vừa vừa phải thôi. Rồi mình xịt thuốc, mình thì lúc nào cũng có ít thuốc núm nha, với thuốc dưỡng, với thuốc sâu, đặc biệt là sâu để mình xịt. Đúng là như người ta là người ta lưới, người ta trùm hết nha. Mình lu bu quá, làm lá ghim nó ngoài kia chưa có trùm được. Thì lâu lâu vô thì mít thì cứ tới ngày là ông anh ông điện vô cũng cắt thôi. Lại cân là mình tính tiền thôi, thì theo giá. Chúng là trồng mít này cũng được, nếu kết hợp nuôi con dê nó ngon. Cái mít này nó lên cực là sung luôn, dễ. Thôi mình chia sẻ video tới đây thôi mọi người. Mình kết thúc video ở đây.